Kính thưa cộng đoàn, chúng con xin chuyển đến cộng đoàn một vài thông tin trong tuần này. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể thông báo Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ khai giảng liên khóa mới Chủ nhật ngày 4 tháng 3 lúc 1 giờ 30 chiều. Đoàn bắt đầu phát và nhận đơn ghi danh vào các Chủ nhật trong các tháng 3 ngày 13, 20 và 27. Ghi danh hàng tuần sau thánh lễ 7 giờ 45 sáng và 3 giờ chiều cho đến sau thánh lễ 4 giờ chiều. Lớp dự bị hôn nhân thông báo, lớp dự bị hôn nhân của cộng đoàn sẽ học trong 2 ngày thứ bảy cuối tháng 4, thứ bảy 23 tháng 4 và thứ bảy 30 tháng 4. Anh chị em có nhu cầu học xin liên lạc với chị Thủy Tiên hoặc sơ Teresa. Chương trình mùa chay. Mời quý tín hữu tham dự các hoạt động trong mùa chay. Chặng đàng thánh giá 3 giờ 30 mỗi chiều Chủ nhật. Ngắm sự thương khó Chúa mỗi chiều thứ ba lúc 6 giờ 30 chiều trước thánh lễ. Chương trình mùa chay tuần cửu nhật Thánh Giuse từ mùng 3 tới 28 tháng 4. Chầu Thánh Thể và kinh nguyện Thánh Giuse thứ năm hàng tuần sau thánh lễ 7 giờ chiều. Thánh ca mùa chay ngày 26 tháng 3 lúc 7 giờ tối. Tĩnh tâm mùa chay từ 28 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4 từ 6 cho tới 9 giờ tối do linh mục Vinh Săn, Ngô Thái Phong hướng dẫn, đặc biệt thứ sáu ngày 1 tháng 4 tĩnh tâm dành riêng cho giới trẻ. Chủ đề thánh lễ tĩnh tâm và mùa chay ngày 28 tháng 3 cho đến mùng 1 tháng 4 từ 6 cho tới 9 giờ tối tại giáo xứ Saint-Jean. Chủ đề họ đã ở đó và tôi cũng ở đó trong cuộc khổ nạn của Chúa cho cha Vinh Săn, Ngô Thái Phong hướng dẫn. Mời anh chị em tham dự. Chúng con xin cảm ơn cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay 13 tháng 3, Chủ nhật thứ hai mùa chay năm C, 19 thứ bảy, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria lễ trọng. Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng ta là các Kitô hữu khi đối diện với những thách đố về sinh học mới xuất hiện, biết bảo vệ sự sống bằng lời cầu nguyện và hành động. Ý cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay, cầu cho linh hồn Phêrô Phan Ngọc Lan và các linh hồn tiên nhân, linh hồn Nicolao và linh hồn tiên nhân, linh hồn Đa Minh Nguyễn Bá Ri lễ dỗ và linh hồn Maria Nguyễn Thị Mến, linh hồn Phêrô Nguyện Nhiệm lễ dỗ, linh hồn Maria Nguyễn Thị Huệ và cầu cho các linh hồn Philippe Trần Nghĩa, linh hồn Tadeo, linh hồn Jacobe Nguyễn Hữu Danh, linh hồn Maria Phan Thị Thân lễ dỗ, linh hồn Teresa mới qua đời bên Cali, linh hồn Teresa lễ dỗ, linh hồn Lucia, linh hồn Maria Phạm Thị Yên mới qua đời bên Việt Nam, cầu cho Sandy Paul, linh hồn Katarina Trần Thị Phượng, Paulo Trần Đạt Vinh, Maria Trần Thị Phi, Anton Trần Đạt Uyên, Gregorio Nguyễn Văn Nghĩa, Maria Madelena Nguyễn Thị Tin, cầu cho linh hồn Phêrô và các linh hồn và xin cho gia đình được bằng an. Xin cho gia đình và mọi người trên toàn thế giới được bằng an. Cầu cho ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên, tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các thánh, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho linh hồn Giuse Trần Ngọc Thanh và xin cho thi quốc tịch được đậu. Quán Ba Miền và Hội Con Đức Mẹ xin cầu cho linh hồn Giuse Trần Văn Thoan. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ đã cho ca giải phẫu được bằng an. Cầu cho sức khỏe bình an và công việc được tốt đẹp. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta được mời gọi theo Chúa lên núi cầu nguyện, ăn chay, sẵn lòng hy sinh đời sống mình, chết cho tội lỗi và can đảm vác thập giá theo Chúa, để được Chúa biến đổi đời sống của chúng ta nên tốt lành thánh thiện như ý Chúa. Hôm nay, chúng ta với Đức Giêsu cùng được bao phủ trong một tình yêu bao phủ của Đức Giêsu tại đồi Ca-ve, cũng như khi Người biến đổi hình dạng. Tình yêu đồng hành với chúng ta trong mọi thử thách của cuộc đời. Hiệp dân thánh lễ, xin Chúa giúp chúng ta biến đổi đời sống theo lời Chúa dạy. Giờ đây,
Xin kính mời cộng đoàn đứng và cùng hiệp dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Tôi chân thành chào đón quý ông bà và anh chị em tới cùng hiệp dâng thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa chay cũng như Chúa biến hình. Xin Chúa thay đổi tâm hồn cũng như cách sống của chúng ta được thánh thiện như ý Chúa muốn. Trước khi chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ này, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi mà chúng ta đã vấp phạm. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiêu son. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi muôn đời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hàng sông nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa to hiền trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách Thiên Sáng Thế. Khi ấy Thiên Chúa đưa ông Abraham ra ngoài và phán: Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao.
xem có đếm nổi không? Người lại phán, dòng dõi ngươi sẽ như thế nào? Ông tên Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Người phán với ông, ta là Đức Chúa, ông đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Can-đê để ban cho ngươi đất này làm sở hữu. Ông thưa, lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu? Người phán với ông, đi kiếm cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu đực 3 tuổi, một chim gáy và một bồ câu non. Ông kiếm cho người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra và đặt nửa này đối diện với nửa kia. Còn chim thì ông không xẻ. Mãnh cầm xà xuống trên các con vật bị giết. Nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram. Một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy sáng rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Hôm đó Đức Chúa lập giao ước với ông Áp-ram như sau: ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai Cập đến sông Cả, tức sông Ê-phơ-rát. Đó là lời Chúa. Là sự sáng và là đấng cứu độ muôn loài, tôi sợ chi ai? Chúa phù trợ tôi bây giờ mãi mãi, tôi sợ gì ai? Chúa là sự sáng. Là sự sáng và là đấng cứu độ đời tôi sợ chi ai? Chúa phù trợ tôi sợ gì ai? Chúa là sự sáng. Hãy nghe thâu lời cầu khấn thiết tha Ngài ơi. Con tìm kiếm Chúa, xin Ngài hãy đôi thương nhận lời con. Chúa là sự sáng. Con tìm nhân Chúa và lạy Chúa chớ ân mật đi. Xin đừng đôi số phần hèn tôi tớ, xin phù trợ con. Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ muôn loài, tôi sợ chi ai? Chúa phù trợ tôi bây giờ mãi mãi. Con hằng luôn tin sẽ được thấy những ơn ngày ban. Hãy chờ đợi Chúa, căn trường phần chân tâm hồn người ơi.
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi đã để lại cho anh em. Vì như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại. Có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô, chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ. Anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa, và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môi-se và ông Ê-li-a, hai vị hiện ra rạng người vinh hiển và nói với cuộc xuất hành: Người sắp hoàn thành tại Jerusalem, còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. Nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này tự biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Ê-li-a. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta, ngươi đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán từ vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Phùng âm của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi
Quý ông bà và anh chị em cùng tôi bước vào 40 đêm ngày của mùa Chay Thánh. Hôm nay chúng ta nghe qua câu chuyện và tất cả mọi người chúng ta ai muốn biến đổi, thay đổi cuộc đời của mình. Nhiều người có mong ước được đổi đời. Vậy thì gặp thời rồi, hôm nay đúng là thời may của quý ông bà và anh chị em. Lời Chúa tuần này nói về chuyện đổi đời. Không chỉ có Chúa biến đổi dung mạo và y phục nên sáng láng, mà Chúa đã đổi đời ông Abraham có đông dõi, đông đúc con cái như sao trên trời, như cát dưới biển. Về sự đông đúc đó, trong bài đọc 1 chúng ta nghe qua, Chúa biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Trong bài đọc 2 chúng ta nghe qua, đâu là phương thế để giúp ta đổi đời? Lời Chúa cho chúng ta câu trả lời. Thứ nhất, tin Chúa Trời. Ông Abraham đã tin để đổi đời, trước hết phải có niềm tin mãnh liệt Chúa sẽ làm cho đời mình tốt đẹp lên. Như ông Abraham tin Chúa đổi đời ông, hơn nữa hãy xác tín rằng Chúa còn biến đổi đời mình hưởng vinh quang sự sống đời sau. Chúa là đứng làm thay đổi đời mỗi người chúng ta nếu chúng ta tin. Nhìn lên trời cũng như ông Abraham bước nên tảng đá mà để đổi đời, thay đổi đời, cũng như chúng ta phải có cái tầm nhìn, hay nhìn không chỉ nhìn về cái tầm nhìn ở toàn cầu là ở thế giới, mà còn là tầm nhìn lên tận trời cao. Đừng chỉ nhìn những sự vật chất thế gian mà hãy mở rộng tầm mắt, nhìn quê hương trên trời, nơi ấy có Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của chúng ta. Tầm nhìn xa không rộng ấy giúp đổi đời. Chúa Giêsu đã lên núi gần trời để cũng như đổi đời cho các môn đệ thấy. Vậy vâng lệnh lời Chúa. Thứ ba, thứ nhất là chúng ta có niềm tin vào Chúa. Thứ hai, chúng ta phải có tầm nhìn lên trời cao, quê hương trên trời. Thứ ba, chúng ta phải vâng lời Chúa. Để đổi đời, cần dấn thân thực hiện những lời chỉ dạy khôn ngoan của những nhà thông thái. Đây là lý do tại sao có tiếng từ trời phán bảo các môn đệ rằng, vâng nghe lời Chúa Giêsu, làm theo lời Chúa. Chúa biến đổi rạng người và Chúa đổi đời các môn đệ. Thế nên mùa chay là mùa đổi đời, mùa làm đẹp cuộc đời, rạng người ánh sáng Chúa. Cần nhớ rằng đổi đời luôn là tiến trình vượt qua đau đớn đến đẹp đẽ, vượt qua vất vả đến vinh quang, như câu thành ngữ không cố, không có gian lao, không sao thắng lợi, no pain, no gain. Đây là lý do tại sao mùa chay lại là mùa của những chiến đấu hy sinh hãm mình để hưởng vinh quang phục sinh. Cũng như quý ông bà và anh chị em đã nghe qua tin mừng của Thánh Luca, Đức Giêsu biến hình sáng láng, tốt lành là một trong những biến cố quan trọng của phúc âm để củng cố đức tin cho các tông đồ, cũng như mặc khải cho các ngài biết về vinh quang và nguồn gốc của ngài. Từ cuộc biến hình này của ngài mà ngài muốn hướng chúng ta đến hai điểm. Điểm thứ nhất, sự đổi mới ở đời này. Điểm thứ hai, sự biến hình ở đời sau. Đổi mới ở đời này, điển hình là một,
người hàng xóm luôn luôn lúc nào cũng tìm người khác nói chuyện này chuyện kia xấu, nên ai cũng tránh cái ông bà này. Nên vì vậy một ngày kia tự nhiên ông bà thay đổi, không nói chuyện xấu người khác mà luôn luôn nói tới chuyện tốt của mọi người. Điển hình hai là có một anh luôn luôn cờ bạc rượu chè, không lo vợ con. Nhưng tới thay đổi cuộc đời của anh đã sống cuộc đời một người chồng tốt, cha tốt, sống rất đạo đức, đi tham dự các thánh lễ. Điểm ba là đổi đời trong cuộc sống hàng ngày. Tôi và quý ông bà và anh chị em nhiều khi chúng ta lãnh vào vấn đề tự kiêu, thường hay phê bình người khác, thường hay thỏa mạ, chửi bới người khác. Nay tôi đã trở nên một người sống chan hòa giữa anh chị em. Tôi đã đổi mới cuộc sống của mình cho phù hợp với tinh thần phúc âm. Cuộc đổi đời này của người hàng xóm, của anh thanh niên, của tôi hoặc của quý ông bà và anh chị em, tất cả những người tội lỗi nào khác đều được ân sủng của Thiên Chúa đánh động trong tâm hồn. Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi là để cho những người tội lỗi hôm nay là chúng ta có niềm hy vọng, đó là hy vọng từ cõi chết qua sự sống, từ tội lỗi đến hoàn cải và trở nên con người mới trong Đức Kitô. Cuộc đổi mới này không đợi đến ngày tận thế, cũng như không đợi đến ngày lên thiên đàng mới được biến hình sáng lạng tốt lành. Nhưng cuộc đổi mới này sẽ ảnh hưởng rất lớn trong ngày chúng ta đứng trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Thứ nhất, chúng ta cần đổi cuộc sống, đổi đời chúng ta. Thứ hai, biến hình ở đời sau. Cuộc biến hình của chúng ta ở đời sau đều tùy thuộc vào cuộc đổi mới của chúng ta ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng ta đổi mới con người cũ của mình từ cuộc sống bon chen, phù phiếm, vật chất đến cuộc sống tích cực, tìm nước Chúa trong đời sống thường ngày. Ngày hôm nay, chúng ta đổi mới cuộc đời không phù hợp với đạo lý phúc âm của mình để trở thành con người mẫu mực tôn giữ và thực hành lời Chúa dạy trong cuộc sống. Đức Giêsu đã biến hình trước mặt các môn đệ không phải là chuyện thần thoại cổ tích, nhưng là một thực tại có thật với quyền năng của Thiên Chúa. Thực tại này sẽ được bày tỏ rõ ràng trong ngày phục sinh vinh hiển. Và dù có Ngài có chịu nhiều đau khổ, chịu chết, nhục nhã chăng nữa, thì thực tại vinh quang này vẫn sẽ được thực hiện, bởi vì đó là chân lý của những ai tin vào Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh sử Luca tường thuật rằng có ông Môi-se và tiên tri Elia hiện ra với Đức Chúa Giêsu biến hình. Sáng láng là để cho chúng ta biết Đức Giêsu đến để làm cho lề luật nên chọn hảo, và lời loan báo của các vị tiên tri về Ngài đã được ứng nghiệm. Tuy nhiên, có một điểm rõ ràng nhất mà chúng ta cảm nghiệm được khi đổi mới con người cũ của mình, đó là khi chúng ta tuân giữ lề luật và giới răn của Chúa. Khi chúng ta quyết tâm trở nên người môn đệ của Chúa, thì chúng ta cảm thấy như có một sức mạnh thần thiên thôi thúc trong tâm hồn, khiến chúng ta vui vẻ, hân hoan và sống hưởng thiện,
ngay trong đời sống đời thường. Đó chính là sự đổi mới của cuộc sống đích thực của tâm hồn chúng ta khi chúng ta thực hành lời Chúa dạy. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để giúp cho chúng ta đổi cuộc sống cũng như trong cuộc sống vinh quang sau này mà mỗi người chúng ta tham dự cầu nguyện. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng đời ánh sáng, Thiên Chúa thật ơi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, cầm ban thế với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu Thánh Linh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, Người chịu cố hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ hoài tín trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nương Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiền, công giáo và thông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi cái chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm hiển dung, Chúa mời gọi chúng ta vâng nghe lời Đức Kitô và đổi mới cuộc đời, tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa. Chúng ta dâng lời cầu xin. Đây là con yêu dấu của ta, hãy vâng nghe lời Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa qua lời giảng dạy của các mục tử trong hội thánh cho mọi tín hữu biết vâng nghe tiếng Chúa để trở nên những phần tử hữu dụng cho hội thánh và tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Mùa chay là mùa cầu nguyện và sám hối, trở lại với Chúa sau khi lầm đường lạc lối. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn, giáo xứ chúng ta siêng năng tham dự các giờ kinh và thánh lễ, nhất là kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được Chúa biến đổi con người cũ tội lỗi của mình nên con người mới giống Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin lắng nghe và rộng thương. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi sinh hoạt và sự phát triển của cộng đoàn giáo xứ của chúng ta, đặc biệt trong tiến trình thành lập một tân giáo xứ
được sống động hơn theo thánh ý Chúa của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin lắng nghe và rộng thương. Xin Chúa ban cho những anh chị em dự tòng có được một tâm hồn đơn sơ và nhiệt thành, đón nhận lời Chúa, nhận ra được chính Chúa là nguồn sống và hạnh phúc đích thực của đời mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin lắng nghe và rộng thương. Xin Chúa thương xót đến những người mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian, cách riêng cho những linh hồn có ý cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay sớm được hưởng sự vĩnh phúc trên quê trời. Đồng thời xin Chúa cũng thương nhận những ý lễ đặc biệt khác cùng dâng tiến trong thánh lễ này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin lắng nghe và rộng thương. Xin Chúa ban an bình và gìn giữ nước Ukraine đang phải đối diện với thảm họa chiến tranh. Giờ đây trong thinh lặng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ý nguyện riêng trong lòng mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cởi bỏ con người cũ và loại trừ những việc làm xấu xa tội lỗi để mặc lấy con người mới theo hình ảnh Đức Kitô, là đấng hàng sông và hiên tri muôn đời. Thank you.
Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ Phật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ đôi tay cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và ước ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thanh hoa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hiệu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết người sẽ chịu chết thì trên núi thánh người đã tỏ bày vinh quang của người cho các ông nhờ lề luật và các ngôn sứ làm chứng. Người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phùng sinh. Vì thế cùng với triều thần thiên quân, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng Chúa, Chúa thần là Đấng Thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa vì nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa nhờ cùng một Chúa Thánh Thần đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây để trở nên mình và mau được Giêsu Kitô Chúa chúng con thừa lãnh người. Chúng con cử hành mầu nhiệm này trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhậm lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhậm lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và viên cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này
mà như đến thành. Đây là mầu nhiệm đứng tiên. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiêu chiến và tin dưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vơ lời Chúa khi kinh nhớ cuộc khổ hình, xin ơn cứu độ sự sống lại và lên vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến. Chúng con dâng lên Chúa hy lễ hàng sống và thanh thiến này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bồi dưỡng bởi mình và mau con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa thánh thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, từ Đạo Hiền Vinh, Thánh Anna và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giáo Mục Paulo, chúng con cùng toàn thể hàng giáo mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhẫm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muôn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người được đặc biệt, các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng khuyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhầm hết thảy vào nước Cha nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người rơi, chúng ta dám nguyện rằng: Thank you.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng cho ngươi vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình và mau thánh Đức Kitô là bi tích nhiễm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời. Ngay khi còn ở dưới thế, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tôi chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho các anh chị em tân tòng. Hôm qua có buổi lễ The Rite of Election với giám mục cũng như Bishop Elected là sẽ chịu chức là giám mục vào ngày 11 tháng 5. Frank Suster cũng như là cảm ơn quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho các anh chị em tân tòng. Họ đã được xác nhận, tên tuổi của họ được ghi danh vào giáo hội. Chúng ta cầu nguyện trong 40 đêm ngày mùa chay đặc biệt cho họ. Cũng như việc thứ hai, tôi chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho về chiến tranh ở Ukraine. Cũng như quý ông bà và anh chị em biết, trong các thánh đường, tôi đều nhắc nhở giáo dân cầu nguyện đặc biệt cho sự hòa bình, cũng như cho chiến tranh được mau chấm dứt. Cũng như quý ông bà và anh chị em có rất nhiều sinh hoạt, cố gắng ghi danh cho con em của mình vào đoàn thiếu nhi thánh thể. Hôm nay các em đứng ở ngoài cửa sau thánh lễ, xin quý ông bà và anh chị em ghi danh. Bắt đầu vào đầu tháng 4, các em thiếu nhi sinh hoạt trở lại. Tôi cũng đang muốn họp với ban Việt ngữ, để trường Việt ngữ để sửa soạn trở lại. Quý ông bà và anh chị em biết trong mùa đại dịch rất khó khăn, các chương trình phải đóng cửa cũng như ngưng trở lại. Bây giờ bắt đầu trở lại rất khó khăn, nên vì vậy xin quý ông bà và anh chị em cố gắng giúp cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta tiếp tục được phát triển cũng như bắt đầu trở lại trong các chương trình. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Chiều nay có lễ đưa chân cho em Paulo tai nạn đụng xe mất, nên vì vậy sẽ chiều nay có thánh lễ đưa chân vào lúc 4 giờ. Xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho em Alex, linh hồn Paulo